nóng. Hà Nội xuất hiện biến thể BA.5 tại cộng đồng. Một trong những biến thể của COVID-19 nguy hiểm nhất hiện nay, BA.5, đã xuất hiện tại Hà Nội. Giai đoạn cuối tháng 6 đến nay, số F0 ghi nhận theo ngày tại Hà Nội có dấu hiệu gia tăng. Từ mức trên dưới 200 ca ngày đến ngày 5 tháng 7, thủ đô đã ghi nhận 347 F0 mới. Trên thực tế, nhiều tuần qua, Hà Nội cũng thường xuyên đứng đầu cả nước về ca COVID-19 ghi nhận mới hàng ngày. Đáng chú ý, theo thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, thủ đô đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron tại cộng đồng. BA.5 được đánh giá có khả năng lây nhiễm nhanh hơn BA.1 và BA.2. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn số về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để bảo vệ bản thân cũng như ngăn nguy cơ dịch chồng dịch, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân nên tiếp tục duy trì những giải pháp tối thiểu như V2K, tiêm vaccine, khử khuẩn, mang khẩu trang mà Bộ Y tế vừa công bố thay cho biện pháp 5K như trước đây.